hình sự đồ đó là coi đó biết bao nhiêu tiền bạc mà nói. Đâu ai biết cái đó đâu. Giờ đâu ai nói ra, giờ chị Nhung với chị bé Phượng giờ cũng nói lên không được, nói ra thì cũng không được cái gì thôi, tốt hơn đừng nói nữa. Thôi con nói nhiêu là cô được rồi cô về. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô lành rất là nhiều. Cô luôn khỏe. Tâm sự nhiêu đó là cũng đủ rồi để cho mọi người biết hiểu chút gia đình đi. Gia đình của người ta mà đừng xen vào nữa. Không có ai dành của ai hết. Chỉ cần muốn đùm bọc lẫn nhau mà thôi. Không có ai ghét ai, không ai bỏ ai hết. Đừng có chia rẽ nữa. Tất cả cộng đồng mạng mình đừng có chia rẽ nữa. Gia đình ai nấy sáng nhà ai nấy biết. Chứ còn nói cái này nói kia rồi không hiểu với nhau rồi nghe có tranh cãi trên mạng quá sức tưởng tượng rồi đau lòng cho anh Linh chứ không gì chứ. Khổ là người khổ nhất anh Linh nè. Khi mà mình mộ, mình dỡ cái mộ lên đi thấy nguyên hình ảnh hiện lên là thấy hiểu rồi đó. Mình thấy nói mình bớt đi trời ơi bớt đi. Sống nay chết mai rồi còn gì nữa mà hơn không có. Bên hậu lưng nè. Thôi vậy được rồi con. Dạ, cô luôn mày khỏe. Thì, bây giờ cô Lành cũng đã về, cô Lành cũng đã chia sẻ là vấn đề là tiền là lo cho cậu Năm Vũ Linh làm đám tang rất là nhiều luôn. Nhiều lắm, kể luôn, cả tiền cũng phúng điếu rồi. Có nhiều đâu có 600 mấy chục triệu thôi. Thì cũng lo vô một phần cho cậu. Một phần không rồi có ai ăn tiền đó đúng không cô? Tiền hoa quả, tiền mà dạng như vàng gạp á con. Con thấy vàng gạp đúng sang không, đúng đẹp không? Vàng gạp mà con thấy là vàng bông lan không? Năng tươi không đó thì thí dụ vậy chứ đâu có ai ăn tiền bạc trong đó đâu mà cô không có giữ nữa nè mộ mà xong nè cũng tiền bạc xong hết rồi thí dụ vậy thôi vậy cô từ giả cô về thôi để cô thắp nhang cho cậu Năm Vũ Linh cái là cô mới về trời 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 anh tôi mà rất là quý cô luôn hôm nay là cô cũng đến rất là lâu bây giờ cô mới chia sẻ cái vấn đề đó. Tại vì thực sự nói là vấn đề đó là cộng đồng mạng rất là quan tâm luôn. Nếu mà không có người chia sẻ thì cũng không biết. Thì đây cũng là cô là người trong gia đình. Cô đã chia sẻ vậy đó mọi người ơi. Vấn đề nội bộ cũng như tiền bạc. Cô Lành là người thánh trong gia đình để chia sẻ hết là để Thành đã quý vị và các bạn cũng người xã cũng như gần hiểu được cái vấn đề là nội bộ. Đấy. Là cô Lành cũng là thắp nhang nhá. Cô Lành đang thắp cái này. Cô Lành đang thắp rồi. Cô Lành đang khóc quá trời, quá đất luôn rồi này. Khóc quá, quá trời. Đụng nha. Đi theo con. Cô làm đi bán gì? Xe hơi. Dạ, cô về. Cô làm gì nha. Chúc cô mạnh khỏe nha, cô về giữ gìn sức khỏe nha cô ơi. Còn sức khỏe là còn. Nói con sức khỏe mình còn làm được. Linh Thiên phù hộ cho con. Linh Thiên thực tình muốn những gia đình một thứ lên lên đây mà nói hoài thực tình buồn muốn sợ luôn. Thôi cô về Tân ơi. Dạ, rồi cô về đi. Cô Lành về đi. Dạ, cô về. Cô Lành cũng về rồi mọi người ơi. Cô Lành là khóc mấy lần rồi mọi người. Vâng, cô Lành vừa chia sẻ gamma của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Vâng, đây là phần màu của cố nghệ sĩ Vũ Linh được hoàn thành nha các bạn, rất là đẹp luôn nhé. Lái này đăng ký chia sẻ cho mình nhiều hơn, giúp mình phát triển kênh tốt để mình sẽ làm rất là đẹp luôn các bạn và hãy để gửi tới tất cả các bạn xem. Mong quý vị và các bạn đón nhận để dành cho kênh những tình cảm tốt đẹp. Mình cũng mong muốn làm những video hay gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ mình còn nhận giới hạn của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồi trước có một chuyện rất là kỳ lạ luôn các bạn. Khi đặt cái phần
cái đầu mộ cụ cố nghệ sĩ Vũ Linh lên phần mộ cụ cố nghệ sĩ nhé. À, cái trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi rồi có một cơn gió hoảng qua nhé, không phải hoảng mà là cơn gió mạnh đi qua chừng 2 phút thôi các bạn. Cái này ngon không vậy? Cái nào cũng ngọt hết, không có đâu lạc đâu. Hả? Này chị quẩy, ông quẩy cái tay nữa nha. Đảo rồi. Rồi đem này đi. Chạy ba ra lấy tiền. Xin chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh B Lóc Hóa Tiêu nhé. B Lóc Hóa Tiêu đang ở phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hôm nay cái phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã hoàn thành cỡ 90-85% rồi nhé các bạn. Phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh kể như là hoàn tất rồi các bạn ơi. Sắp tới đây mình sẽ đi ra ngoài Đà Lạt, mình sẽ quay cảnh ở ngoài Đà Lạt cho tất cả các bạn cùng xem. Các bạn quan tâm đăng ký và nhớ cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái mạo của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Cái mạo ở trên phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Để nó tối cậu cũng được đi, tại vì nước đây đâu tôi sợ. Còn gà thì để 10 phút được anh mấy chứ. Gà hay là vịt hay là đồ. Nước đây là mục đích để lâu lâu cho cậu. Hôm nay người có cậu mà. Vâng, các anh chị YouTube đang đốt nhang để chuẩn bị đi về nhé. Ngày mai sẽ đến lại ở trên phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có một cuốn sách trong đó không biết sẽ chạm khắc nên cái gì nhé. Ở dưới cuốn sách thì có một cái búp sen rất là đẹp luôn bằng đá đỏ. Đá đỏ Ấn Độ nha các bạn. Vâng, video clip của mình cũng đã dài. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt.